Chào mừng anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để tạo ra những cái video movie recap, những cái video về recap movie. Thì có một vài bước. Thì bước đầu tiên thì anh em cần phải là chọn những video, anh em có thể tham khảo những cái video của kênh đối thủ khác nhau ở trên YouTube. Thì anh em có thể xem những kênh họ làm movie recap. Ví dụ ở đây thì mình sẽ search thử cái là movie recap ở đây, đúng không? Recap phim. Đó, thì anh em có thể lên đây để tìm kiếm một vài những cái nguồn phim. Đó, sau đó anh em sẽ page, copy and paste cái tên và anh em sẽ tìm trên những cái link của những cái app của Trung Quốc. Ví dụ như ở đây anh em có thể tìm trên Douyin hoặc là ở trang web là Easyvua. Ở đây đúng không? Đây ví dụ như anh em ở đây, nếu mà anh em review ở đây ví dụ như là có một nhiều cái phim, phim này chẳng hạn, phim The Stand, phim nước ngoài, ví dụ như phim một vài cái phim Trung Quốc thì anh em có thể copy tên và anh em có thể lên Google dịch ở đây đó. Và anh em paste cái tên tiếng Trung đây, ví dụ như là The Movie chẳng hạn đó, thì anh em sẽ copy cái tên ở đây, đó, chọn tiếng Trung giản thể đây và anh em copy đây và anh em sẽ paste vào cái Douyin này đó, hoặc là Xiaowu, Easyvu này đó, sorry anh em ở đây. Dù như đây mình muốn ví dụ đây là mình muốn tìm một vài cái recap movie đi chẳng hạn đó, anh em không có tên phim thì anh em có thể gõ như này đó, và anh em sẽ paste lên cái Easyvu này ở đây đó, anh em sẽ tìm ra một vài cái. Ở đây thì có rất nhiều những cái video khác nhau, video ở đây thì hoàn toàn là tiếng Trung nhé, hoàn toàn là tiếng Trung và rất nhiều là ví dụ đây phim thì rất hot này, phim gì nhỉ? Được chiếu trên phim mới ở đây, đúng không? Mình sẽ kích thử ở đây, anh em hoàn toàn có thể lấy từ những nguồn này, Easyvua và Douyin ở đây, đúng không? Để anh em download về và anh em chỉnh sửa trên những cái phần mềm. Đấy ví dụ anh em. Bước tiếp theo là anh em sẽ tải về nhé, anh em sẽ tải về thì anh em có thể sử dụng những cái chi truyền cốc cốc này ở đây đó, thì họ có sẵn cái tải video để đấy rồi, thì anh em click vào đây đó, click vào đây đó, là cách dễ nhất đó, anh em không cần cần phải vào những mấy cái trang web thứ ba thì chúng mất thời gian đâu, đúng không? Anh em không cần phải lên Google search là download TikTok hay download video, download video anh em vào cái này được from Douyin chẳng hạn đó, Douyin thì anh em ở đây online thì cũng có rất nhiều link thôi đó, anh em có thể search như thế này và anh em sẽ paste cái link video này đó. Ví dụ ở đây thì mình sẽ click vào phần chia sẻ ở đây đó, và anh em sẽ lấy cái link này ở đây thôi, anh em copy cái link này ở đây đó, anh em sẽ quay lại đây và anh em sẽ dán lại ở đây đó, và chúng ta sẽ được cái video mà anh em tải xuống. Một cách dễ nhất ở đây là anh em sẽ download cái phần cốc cốc này ở đây đó, đào một phát là ăn luôn mà không phải là nhạc. Ok, bước tiếp theo là anh em sau khi download xuống đúng không? Thì anh em sẽ dùng đến một cái phần mềm chỉnh sửa ở đây, thì mình sẽ hướng dẫn anh em chỉnh sửa trên phần mềm CapCut nhé. CapCut ở đây thì rất là nổi tiếng rồi, thì anh em sẽ download về và anh em sử dụng thôi. Đầu tiên tạo bố dây thì anh em sẽ tạo bố dây mới nhé. Đó. Và sau đó anh em kéo thả xuống cái thanh ở dưới đây thì anh em có thể dùng là click vào dấu cộng ở đây, đúng không? Hoặc anh em có thể kéo thả trực tiếp xuống ở đây thì cũng như nhau thôi, đúng không? Thì vừa đầu tiên anh em sẽ nghe thử cái video này đầu tiên nhé. Thì video này đầu tiên là cả tiếng Trung, hoặc là tiếng Trung, phụ đề tiếng Trung nhé. Đầu tiên anh em sẽ cần phải là gì, anh em sẽ cần phải tạo vào đây, click vào đây và anh em sẽ tạo cái caption này đây. Anh em sẽ chọn là Chinese và dưới là bilingual, anh em sẽ chọn tiếng Việt nhé. Hoặc anh em có thể chọn bất kỳ tiếng gì như tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Thái, tiếng gì được nhé. Anh em nào mà lấy tiếng Việt thì anh em sẽ chọn tiếng Việt đây. Ok, đó. Đấy, xong thì anh em sẽ thấy hai dòng. Đấy, dòng bên trên đây thì anh em sẽ
dòng bên trên đây ghi đậm đây tiếng Việt nhé, dòng bên dưới đây tiếng Trung nhé. Em sẽ xóa cô đen cái phần này và xóa tiếng Trung đi đó. Em sẽ chỉ thấy cái phần tiếng Việt đây thôi đó. Đó, anh em thể hiện tiếng Việt đây ạ. Anh em sẽ bôi đen lại này nhé, bôi đen lại. Cách tốt nhất để anh em che cái phần tiếng Trung đây anh em thì mình sẽ chỉ cho anh em một cách rất dễ, là anh em sẽ thay đổi phông chữ này đi, thay đổi phông chữ này đi, thay đổi nền này đi đó. Anh em không cần phải là chỉnh sửa nhiều thời gian làm gì, anh em sẽ click vào đây đó. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn cái này đi đó. Chọn phông chữ mới này đi đó. Ok, mà anh sẽ cho phông to ra một tí đó. Chân 11 thôi nhỉ, 7 thôi đi đó. 8 đi, rồi ok. Em sẽ chọn cái màu khác đi ha. Ở đây mình thích màu đỏ đi chẳng hạn đó. Màu đỏ đi, ok. Và đây anh em sẽ chọn cái style nhé. Cái style này, anh em thích cái style nào thì anh chọn. Ví dụ đây là mình thích màu đỏ đi đó, ok. Cái phần dưới này ở đây nhé, anh em sẽ chọn cái phần background đây đó. Anh em sẽ che cái phần tiếng Trung đi, che phần tiếng Trung này, ví dụ như đây nhé. Chỉ em đấy, như này là cái phần subtitle với phần caption tiếng Việt của mình đã che được hết phần tiếng Trung rồi. Anh em sẽ check đó. Đó, ok. Đó. Đó, ok. Đấy. Thế là anh em đã được xử lý cái phần che chữ đi. Đó. Anh em nào mà muốn cái phần chữ đẹp hơn thì anh em sẽ chỉnh sửa thêm nhiều cái animation ở đây, hoặc là cái bubble hoặc cái effect ở đây đó. Ở đây thì mình thử chọn cái effect này đi ha. Đấy. Hoặc là anh em mới chọn đơn giản này thôi. Hoặc là mình thích này thì mình chọn cái này đi. Ok, có tí bóng này đi. Hoặc là như này đi. Như này cho nó đẹp đi. Đấy, chưa? Yeah. Em chọn đây. Cái bubble ở đây, cái bong bóng ha. Em sẽ thử chọn cái bong bóng đây. Bong bóng này mình nghĩ cần được. Animation ở đây, anh em đừng chọn animation nhé. Animation thì nó sẽ xuất hiện cái phần tiếng Trung của mình mất đó. Ok, bước tiếp theo là anh em cần phải xử lý giọng nói. Giọng nói ở đây thì anh em sẽ click vào phần là extract video. Em sẽ click vào phần extract video ở đây. Đó. Và anh em sẽ deactivate này đi đó. Em sẽ click vào đây vào phần là deactivate clip đây. Đó. Sau đó anh em sẽ chọn lại cái caption này đúng không? Và anh em sẽ click vào phần là text to speech này đây. Đó. Em sử dụng luôn ở cái trong cái phần mềm CapCut nhé. Em sẽ chọn một cái giọng nói bất kỳ đây. Đó. Ví dụ như là đây mình sẽ chọn là female đi, storyteller thì chẳng đó. Anh em sẽ click vào phần đây và đợi CapCut tạo ra cái này. Ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ nghe thử nhé. Với phần xử lý này thì anh em cần phải chọn cái giọng điệu đó, nó phù hợp đó. Ví dụ như đây mình sẽ chọn cái phần là voice character ở đây. Do đây là tiếng Việt mà đúng không? Thì anh em sẽ chọn những cái sound nào mà nó nghe hay mà nó Việt Nam hơn đó. Việt Nam hơn thì anh em có click vào phần là đây, anh em có thể chọn những cái app người Việt Nam, ví dụ như là FPT Software chẳng hạn, FPT Voice đó. Anh em sẽ ở đây Eleven Lab ở đây đó. Hoặc là anh em có thể thử cái phần Eleven Lab ở đây để xử lý khâu tiếng Việt này ở đây. Một vấn đề gấp gáp ở đây là họ không đọc được cái tiếng Việt của mình đó, ví dụ không đọc được cái tiếng Việt của mình ở đây. Ok, tiếp theo là cái phần về phần xử lý giọng nói nhá. Thì anh em cần phải chú ý lại sau khi mà anh em bôi cái phần này nhá,
thì ở đây cái phần text to speech thì anh em sẽ chọn những cái voice mà có tiếng Việt ở đây nhé, ví dụ như là giọng cô gái hoạt ngôn này, hoặc là giọng nữ phổ thông ở đây nhé, hoặc là những cái giọng tiếng Việt ở đây thì chúng ta sẽ đọc được tiếng Việt. Và anh em nào mà chọn là tiếng Anh như này không ạ, như giọng này thì chỉ đọc được tiếng Anh thôi nhé. Ok, đấy là một cái lưu ý nhỏ ở đây. Đó. Ok. Rồi, sau khi mà đã hoàn thành cái phần này thì anh em sẽ đã hoàn thành được một phần, anh em sẽ kiểm tra lại những cái phần nào đó, ví dụ như phần này mà chưa che đúng không, đó tương hơi chậm đó thì anh em chú ý sửa lại đúng không. Nói chung là cái này là cách nhanh nhất đó và cách dễ nhất để anh em có thể che được cái phần text tiếng Trung đi đúng không. Ok, rồi, tiếp theo anh em có thể chọn một vài cái nâng cao, ví dụ như em có thể filter ở đây đúng không? Em có thể chọn filter ở đây, filter open hammer này em kéo vào đây thôi đó. Đó là video của chúng ta đã thêm nhiều màu sắc khác nhau đó, open hammer chiến tranh 3 đúng không? Đấy, hình video rất đẹp ở đây đó. Còn em có thể add nhạc đây nhá, em có thể chọn là add nhạc đó. Sound music ở đây hoặc là sound effect ở đây nhá, rất nhiều. Với anh em trận đánh ảo thuật đây thì ví dụ như là game máy móc, anh em chọn cái nhạc nền ở đây đi, đây nhạc nền thì để tránh cái cái bản quyền quá. Wow. Cinematic ở đây đi. Đó, cinematic ở đây. Anh em có thêm một vài cái âm thanh ở đây hoặc là music ở đây, anh em chọn. Ok, chọn mình sạc vào đây đã. Ok, ở phần music ở đây anh em để tránh bản quyền, anh em sẽ down cái phần là music của YouTube lên nhé. Đây thì mình đã down một vài cái âm thanh ở đây, anh em sẽ down lên thôi. Wow. Music free license ở đây đó. Anh em sẽ chọn một vài cái nhạc ở đây để tránh bản quyền nhé anh em nhé. Đấy, anh em sẽ add ở đây đó. Ở phần này anh em có thể xóa đi được đó. Phần này anh em nhớ là cắt đi ở đây. Ây dạ, xóa đoạn này đi. Em cắt đoạn này đi nha. Ok, em chú ý là cho cái phần decibel đây thấp thôi, ví dụ ở đây mình chỉ cho là âm 19 thôi để làm nhạc nền thôi. Đó, ok đó. Sau khi mà anh em xem rồi đúng không, thì em có thể xem lại một lần nữa và anh em có thể dù đây anh em có thể thêm text vào đây để tránh cái bản quyền ở đây đúng không. Ví dụ như đây mình sẽ thêm một cái ở đây đi. Đó, mình sẽ thêm tên, ví dụ như là tên của channel mình vào đây. Đó, anh em sẽ kéo cái phần text ở đây. Anh em chọn cái phông nền khác đi. À, em sẽ kéo lên đây đi. Đó, chờ bóng này đi chẳng hạn. Em không sai bé thôi. À, đây thì mình muốn là phần màu đỏ đi chẳng hạn, hoặc là màu xanh đi. À, ok, tiếp theo là anh em sẽ chọn phần là glow đi ha, cho đẹp đi. Đó, shadow nữa đi cho đẹp. À, tránh bản quyền thôi thì cái này anh em sửa theo tùy từng cái ý thích của anh em thôi. Đó, ok, thì đấy là một vài cái bước mà anh em có thể tạo, anh em có thể học tập đó. Anh em nào những cái mẹo hay hoặc là những cái
Video khác thì em để lại comment cho anh em mình biết đó. Cảm ơn anh em đã xem tới cuối video và mình sẽ hẹn lại anh em ở những video tiếp sau.